Hello gái. Trời, tóc cậu ấy rối như tổ quạ ấy. Mình lo quá, chắc mọi người sẽ cười vào mặt cô ấy quá. Ừ, vậy thì chắc ngượng chết. Khoan đã, nói cậu nghe nè, để tớ giúp cậu chút đã. Phải xử lý cái mái tóc này mới được. Giờ, cởi cái dây buộc tóc ra nhé. Nhưng mà tóc tớ rối hết cả lên rồi này. Thì tớ đã làm xong đâu, cơ mà cậu cần thêm tí màu á. Đầu tiên, tụi mình cần vài cây bút dạ. Tớ sẽ cắt phần đuôi và lấy lõi mực ra. Đây là một ống mực nhỏ đó, vậy nên tớ có thể thổi nó. Đưa lên miệng nè, và ten ten, màu chảy ra đây hết rồi nè. Ok, giờ có màu rồi, tớ cần thêm kem nữa. Chỉ cần cho một lượng nhỏ thôi, giờ khuấy đều lên với nhau. Được rồi, tụi mình chuyển qua bước tiếp theo nhá. Tớ đã đeo găng tay cao su, nên giờ triển thôi. Tớ sẽ bôi cái này lên một nhúm tóc của cậu. Giờ thì quấn giấy bạc vào tóc nhé. Được rồi, đến màu tím nào. Cậu có chắc ý này ổn không đấy hả? Ổn mà, cậu sẽ thấy khi xong xuôi. Lần này cũng cuốn giấy bạc nhé. Giờ tụi mình chỉ cần đợi tí thôi. Ok, giờ đến giờ kiểm tra tóc của cậu rồi. Mở giấy bạc ra và ten ten. Sợ quá, tớ chả dám nhìn luôn á. Ủa, là tóc tớ thật hả? Xanh lá nè, và tím nữa. Wow, dễ thương thế nhở. Tớ thích lắm ý. Tớ nghĩ cậu cần thêm một thứ nữa để thay đổi diện mạo á. Chúng ta sẽ tháo cái kính này ra. Không có nó, cậu vẫn nhìn được đúng không nào? Cơ mà cởi cái áo cardigan ra luôn đi. Cứ vứt luôn nó ở kia cho rảnh nợ. Với lại, cởi cái nút trên cùng của áo ra đi mà. Tớ thấy mình cũng hơi bị xinh á. Thế thì đi học thôi gái. Ok, đã đến lúc thử nghiệm diện mạo mới của cậu rồi. Wow, cậu ấy mới nhuộm tím với xanh à? Ôi mẹ ơi, chả ai cười tớ luôn ý. Cảm ơn cậu nhiều lắm ý. Đấy, cậu sẽ không thể tin nổi nhỏ đó đã nói cái gì với tớ đâu. Cái đứa hợm hĩnh ấy cứ như biết mình đang nói về cái gì vậy. Với lại, ê, không biết cái này dùng để làm gì nhỉ? Tớ cũng không chắc nữa. Chắc là để dưỡng môi ấy nhỉ? Khiếp, đừng có bôi vào miệng cậu như thế chứ. Cậu còn chưa biết nó là cái gì mà. Nghe này, TikTok sẽ giúp chúng mình đấy. Ngầu dã man luôn á. Tụi mình có thể dùng bảng màu mắt để làm bất kỳ màu son nào luôn đó. Yay, chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem. Ok, đã đến giờ thực hiện khoa học rồi. Là khoa học trang điểm đó. Đưa bảng màu cho tớ với. Ngon lành, bảng mắt này ổn đấy. Và một con dao nữa. Cẩn thận nhá, dao sắc lắm đó. Chỉ là nhựa thôi nhưng cảm ơn vì lo lắng cho tớ nha. Chắc là tớ sẽ bắt đầu với màu thiên thanh này. Chỉ cần cạo cạo trên bề mặt và trải ra một chút thôi. Lau mồ hôi nào. Cảm ơn cô y tá. Chỉ cần một chút nữa thôi và... Được rồi, tớ nghĩ là ổn rồi đó. Giờ tớ sẽ mở nắp cái này và nhúng nó vào bột. Giờ bột đã phủ kín rồi, tớ sẽ nhét cái que này vào tuýp. Rồi tớ sẽ xoay xoay để trộn đều mọi thứ nè. Phần này vui dễ sợ đó. Mọi thứ đã diễn ra rất thành công đó nha. Giờ thì thử đi nào. Háo hức quá, tôi được thử trước đó mọi người. Và đánh lên môi cái nào. Cậu nghĩ sao, có hiệu quả không? Gương đây, cậu tự soi mà xem. Wow, thành công mỹ mãn luôn, tôi thích quá đi. Tuyệt vời ông mặt trời mọi người ơi. Sao mà tự nhiên nhức đầu thế không biết. Mấy cái bánh tart này ngon lắm đây. Betty ơi, tôi có quà cho cậu đây. Ôi, cảm ơn Bella. Nhìn này, xinh dã man. Tớ thích lắm á. Tớ sẽ mặc thử ngay và luôn.
Ôi, nó hơi to rồi ý. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhá. Món quà ý nghĩa lắm. Úp gì có cách nào làm nó vừa với mình nhở. Này, chờ chút xem nào, biết đâu lại được. Bella ơi, nhìn nhá, tớ có ghim băng và dây cáp. Với hai thứ này, tớ sẽ sửa được nó. Chỉ cần lộn áo ra và mặc ngược lại. Được rồi nhá ghim băng, làm việc đi nào. Tớ sẽ kéo áo vào đến khi vừa người và ghim lại cố định. Nhớ làm ở cả hai bên của đường may nhá. Giờ thì luồn dây qua kim băng. Vào một đầu và ra đầu kia, cứ như thế này. Giờ tớ chỉ cần kéo thật chặt. Giờ thì lộn lại như cũ. Tuyệt, thành công rồi, vừa như in luôn nha. Wow, cậu làm thế nào vậy Betty? Cậu mặc nhìn đẹp lắm đấy. Nhưng chẳng gì đẹp bằng tình bạn của chúng mình đâu. Đã đến lúc bắt tay và dọn dẹp chỗ này rồi. Đúng là mệt dã man con ngan luôn. Ý, có tin nhắn. Để xem có gì nào. Brian mời mình đi chơi tiệc nè. Ờ, khoan đã. Mình trông thấy gớm quá. Cứ như nàng lọ lem phải đi cọ rửa lò sưởi ấy. Mình không thể đi chơi trong bộ dạng thế này được. Làm sao mà để Brian nhìn thấy cơ chứ. Ước gì có bà tiền đỡ đầu nào biến mình thành nàng công chúa lộng lẫy nhở. Bỏ ít ra là giúp mình xinh hơn. Úi, đường xá dạo này sóc thật đấy. Tiền đỡ đầu tới rồi đây. Ôi, tại sao con khóc vậy? Con muốn đi chơi bữa tiệc với anh Brian, nhưng con nhìn bẩn thỉu nhem nhóc quá ạ. Chuyện này đúng là nghiêm trọng đấy, nhưng ta giúp được, đứng dậy nào. Vâng, nhưng xin bà đừng mang con chuột nào vào nhà nhó, dù cho chúng có thể khâu vá. Bước 1, bỏ đôi găng tay ấy ra nào. Để coi, còn gì ta? À phải, tóc con. Con chưa gì đã thấy con xinh hơn rồi ạ. Chúng ta cần quần áo nhưng con lại bảo là không xài chuột à? Ý trời, ta bảo là không chuột cơ mà cái đũa cùi bắp này, không xài chuột. Chuyện gì vậy ạ? Sao con thèm phô mai quá đi? Ôi đừng bận tâm con yêu, thử cái này đi. Đây không phải phong cách của con đâu ạ. Lũ chuột thường có gu thời trang rất tốt đó. Nhanh lên nào cái đũa hâm hấp này, đừng làm ta thất vọng. Đũa hết phép mất rồi. Ta lỡ dùng hết để biến con lại như trước đó. Con xin lỗi nhưng giờ con phải thay đổi gì ạ? Đừng lo, để ta sửa áo cho. Tháo mấy cái cúc dưới này và đưa một vạt lên đây nè. Giờ quấn quanh vạt này và buộc thật chặt nhá. Đấy, xinh hơn hẳn. Con nghĩ sao nào? Con nghĩ bà là bà tiên đỡ đầu tuyệt nhất đó ạ. Ồ không có gì đâu bé con. Giờ thì đi quẩy vui nhá. Khoan đã Betty ơi. Ta cần có phép thuật mới về nhà được. Thôi, chắc ở lại đây một lúc vậy. Chào Jennifer, lên đồ xong chưa nè? Đợi tớ một chút nữa thôi. Cái áo này thế nào? Trông ổn không nhỉ? Không được rồi. Jennifer, chúng ta sẽ muộn mất. Thời trang thì không bao giờ muộn cả Annie. Mang đại cái gì đó cũng được. Phải hợp mốt chứ sao lại thế được. Hôm nay cả hai bộ này đều không ổn. Jennifer, thật là bất công. Cậu đang đối xử bất công với thời trang đó Annie. Đợi chút đã. Mình mới nghĩ ra ý này. Tay trái, tay phải. Giờ đến nút áo. Cuối cùng là thắt nơ. Một cái nơ hoàn hảo nhé. Và gần xong rồi. Giấu tay áo đi một chút và chuẩn không cần chỉnh. Tuyệt, đây đúng là thứ mà mình đang tìm kiếm. Bộ cánh này trông bảnh không chê vào đâu được. Vừa xinh đẹp vừa tiện lợi, phải không Jennifer? Cậu biến thành bộ xương khô rồi sao? Sự hy sinh của cậu cho thời trang sẽ luôn được nhớ tới. Cuốn sách này hay ghê. Chà, cậu khi nào cũng nghịch ngợm đấy Jennifer. Annie, túi sách của cậu đang mở kìa. Ở yên đây, tôi sẽ kéo nó lại cho cậu. Và cuốn sách này thực sự hay đấy. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó.
Hình như chúng ta gặp rắc rối rồi. Kéo mạnh lên nào. Tôi đang cố đây. Jennifer, cậu có không sao chứ? Tôi không sao. Trông có vẻ đau đấy. Là lỗi của đống dây dợ này. Nhưng tớ biết cách giải quyết đấy. Lấy sợi đầu tiên rồi buộc lại như vậy. Nhưng chưa kéo chặt nhé. Giữ vòng dây lớn và lỏng. Xoắn vòng dây lại một lần và giờ thì có thể luồn phần cuối của dây qua rồi. Nhưng vẫn chưa xong đâu nhé. Xoắn dây lại một lần nữa. Nhớ giữ cho nó chặt và gọn gàng nha. Và thực hiện lại một lần nữa nào. Lần này thì nhớ cố định chặt vào nhé. Xong rồi, giờ thì đã an toàn và dễ thương. Cậu nói phải, cảm ơn nhé Annie. Cưng cái nào.